Xin chào các anh chị và các bạn. Chào mừng mọi người đến với chương trình tự học tiếng Hoa của chúng tôi. Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau làm quen với phần 9/20 của chương trình 2000 câu khẩu ngữ Hoa Việt thông dụng. Xin mời mọi người chúng ta cùng theo dõi. Câu 701. 这些年你在美国过得怎么样? 这些年你在美国过得怎么样? 这些年 là những năm qua hoặc là mấy năm qua. 你在美国, bạn ở Mỹ. 过得怎么样? 过 ở đây là sống. 过得怎么样 là sống thế nào? Mấy năm qua bạn sống ở Mỹ thế nào? Câu 702. 我在那儿过得很好. 我在那儿过得很好. Mình cũng có thể nói là 我在那里过得很好. Tôi ở đấy hoặc là tôi ở bên đó. 过得很好 là sống cũng rất tốt. Từ của ở đây là sống đấy. Câu 703. 你能用英文写文章吗? 你能用英文写文章吗? Bạn có thể, nẫn là có thể, dùng viên quẩn là dùng tiếng Anh, xè quẩn tráng là viết lách, đừng dịch là viết văn chương. Như vậy chúng ta dịch là bạn có thể viết lách bằng tiếng Anh không? Câu 704. Mỹ quên thỉ. Mỹ quên thỉ là không thành vấn đề hoặc là chuyện nhỏ. Câu 705. Nì xuế yên yu xuế lơ tố chiều lơ. 你学英语学了多久了? 英语 là tiếng Anh. 你学英语, bạn học tiếng Anh. 学了多久了? Đã học bao lâu rồi? Câu hai chữ lơ tức là cái tình trạng nó vẫn còn đang diễn ra. Như vậy là bạn học tiếng Anh được bao lâu rồi mà bây giờ cái người này vẫn còn đang học đấy. Câu 706. 我学了四年多了 là hơn 4 năm. 我学了四年多了, tôi học hơn 4 năm rồi. Và mình hiểu là cái người này vẫn còn đang học. Câu có hai từ là. Câu 707. 我应该怎么做? 我应该怎么做? 才能提高英语口语水平? 我应该怎么做? 才能提高英语口语水平? 我应该怎么做? Tức là tôi nên làm sao? 应该 đây là nên. 怎么做 là làm sao? 才能 là có thể. 提高 là nâng cao. 英语口语水平 là cái trình độ khẩu ngữ tiếng Anh. Tức là cái khả năng nói tiếng Anh của mình. Thì dịch là tôi phải làm sao mới có thể nâng cao được khả năng nói tiếng Anh của mình. Câu 708. 你应该多跟美国人说英语. 你应该多跟美国人说英语. Bạn nên kênh mày của rển so yên yu là nói tiếng Anh với người Mỹ. Còn đây là tố kênh mày của rển so yên yu có nghĩa là nên thường nói tiếng Anh với người Mỹ hoặc là nói tiếng Anh với người Mỹ nhiều hơn. Câu 709. 你喜欢去旅游吗? 你喜欢去旅游吗? Bạn có thích đi du lịch không? Cũng có thể nói là 你喜欢去旅行吗? Câu 710. 非常喜欢. 非常喜欢 là cực kỳ thích. Nếu hẳn sỉ hoan thì là rất thích thôi. Câu 711. 你在看电视吗? 你在看电视吗? Bạn đang xem TV đó phải không? 在看电视吗? Câu 712. 是的, 我在看音乐表演节目呢. 是的, 我在看音乐表演节目呢. 是的 là vâng. 我在看 là tôi đang xem. 音乐表演节目 là tiết mục biểu diễn âm nhạc. Tôi đang xem cái chương trình biểu diễn âm nhạc. Và 在 hay đi với 呢 vì đó là cấu trúc. Đang cái gì đó đấy. 我在看 音乐表演节目 nè. Câu 713. 现在我下楼去吃早点, 你去吗? 现在我下楼去吃早点,你去吗? Bây giờ tôi xuống lầu, xe lẩu là đi xuống lầu. Rồi chi sư giáo tiền là đi ăn điểm tâm sáng, giáo tiền là điểm tâm sáng. Đi chi ma? Bạn đi không? Câu 714. Chi, 现在我太饿了.
去 là đi. 现在我太饿了, bây giờ tôi đói bụng quá rồi. 太 cái gì đó là, cũng là một cấu trúc đấy. 太饿 là đói lắm rồi. Câu 715. 我喜欢一边听音乐一边喝咖啡。我喜欢一边听音乐一边喝咖啡。 Tôi thích vừa nghe nhạc vừa uống cà phê. Y bên làm cái gì đó xong rồi y bên ở đây cũng vậy, y bên thiên nhiên về, y bên hơi cà phê. Và người kia thì nói cái sở thích của mình, 我不喜欢喝咖啡，只喜欢喝茶. 我不喜欢喝咖啡，只喜欢喝茶. Tôi không thích uống cà phê, tôi chỉ thích uống trà thôi. Câu 717, 现在你去哪儿? 现在你去哪 cũng có thể nói là 现在你去哪里 bây giờ bạn đi đâu. Câu 718, 我去学校接孩子我去学校接孩子 tôi đi đến trường để đón con, à, tức là đón con tôi đấy. Câu 719, 爸爸现在我太饿了爸爸现在我太饿了 bố ơi bây giờ con đói bụng quá rồi, con đói bụng lắm rồi. Câu 720, 爸爸知道了,现在我们去吃面条吧。爸爸知道了,现在我们去吃面条吧。 Bố biết rồi hoặc là ba biết rồi. 现在我们去吃面条吧, bây giờ chúng ta đi ăn mì nhé. Câu 721, 闲暇时,你喜欢干什么?闲暇时,你喜欢干什么? 闲暇 là nhàn rỗi, 闲暇时 là lúc nhàn rỗi. 你喜欢干什么? Bạn thích làm gì? Câu 722, 我喜欢去游泳或者去跑步。我喜欢去游泳或者去跑步. Tôi thích đi bơi hoặc là đi chạy bộ. Tôi thích đi bơi hoặc là đi chạy bộ. Câu 723, 今天你在哪里吃午饭?今天你在哪里吃午饭? 在哪里吃午饭 là ở đâu ăn trưa, có nghĩa là ăn trưa ở đâu. Hôm nay bạn ăn trưa ở đâu? Câu 724, 我在学校食堂吃午饭.我在学校食堂吃午饭. Tôi ăn trưa ở căng tin của trường. 学校食堂 là căng tin của trường. Câu 725, 今天中午你吃了些什么?今天中午你吃了些什么? Buổi trưa hôm nay bạn đã ăn những gì? 吃了些什么?我吃了一个炸鸡腿和一个热狗。我吃了一个炸鸡腿和一个热狗. Tôi đã ăn một cái đùi gà rán. Trả là rán. Trả chi thuệ, đùi gà rán. Hơi với cái rơ cầu và một cái hot dog. Câu 727, mày thiên nì chỉ đến xỉ thoáng. Mày thiên nì chỉ đến xỉ thoáng. Mỗi ngày bạn thức dậy lúc mấy giờ? Câu 728, 我通常七点起床. Thông thường là thông thường. Tôi thông thường thì 7 giờ thức dậy hoặc là thức dậy lúc 7 giờ. Câu 729, 你昨天早上几点起床? 昨天早上 là sáng hôm qua. Như vậy là sáng hôm qua bạn thức dậy lúc mấy giờ? Câu 730, 6点左右, khoảng 6 giờ, 左右 là trái phải. 6 giờ trái phải, tức là trái phải của 6 giờ thì là khoảng 6 giờ. Mình cũng có thể nói là ta cái 6 điện hoặc là 6 điện 左右 cũng đều được, không sao cả. Câu 731, 昨天晚上你睡得怎么样? 昨天晚上 cũng có thể nói tắt là 昨晚, tức là tối hôm qua. 你睡得怎么样? Anh ngủ thế nào, bạn ngủ thế nào? Tức là ngủ có ngon không đấy, 睡得怎么样? Câu 732, 昨天晚上我睡不着. 昨天晚上我睡不着. Tối hôm qua tôi ngủ không được. 睡得着 thì là ngủ được, 睡不着 là không thể ngủ được. Câu 733, 小高,今天你又迟到了。小高,今天你又迟到了。Bạn Cao à, hôm nay bạn lại đến trễ nữa rồi, 迟到 là đến trễ.
又迟到了，đến trễ nữa. Tức là trước đây từng đến trễ rồi hôm nay lại trễ nữa. 又迟到了. Câu 734. 今天路上发生堵车，我迟到了十分钟。今天路上发生堵车，我迟到了十分钟。Hôm nay trên đường, 路上là trên đường, 发生堵车là xảy ra kẹt xe. 我迟到了十分钟. Tôi đã đến trễ hết 10 phút. 今天路上发生堵车，我迟到了十分钟。Câu 735. 今天中午你为什么不回家吃饭？今天中午你为什么不回家吃饭？中午 là buổi trưa, trưa hôm nay. Tại sao bạn, tại sao anh không về nhà ăn cơm, bú hủy gia sư phan? Câu 736. 我跟一个朋友去外边吃饭。我跟一个朋友去外边吃饭。Anh cùng một người bạn đi ra ngoài ăn cơm. Thì mình có thể dịch là anh đi ra ngoài ăn cơm cùng với một người bạn cũng được. Câu 737. 小李结婚了没有? 小李结婚了没有? 小李đã có gia đình chưa? Đã lập gia đình chưa? Bạn Lý gì đó, đã lập gia đình chưa? Câu 738. 我听说他上个星期结婚了. 我听说他上个星期结婚了. Tôi nghe nói anh ấy đã lập gia đình hồi tuần trước. 上个星期 là tuần trước. Câu 739. 你有兄弟姐妹吗? 你有兄弟姐妹吗? Bạn có anh chị em gì không? 兄này là chữ huynh, có nghĩa là cơ cơ. Rồi ti là ti ti, chị, 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 mê mê thì gom chung lại. Nó có một cái cụm đó là 兄弟姐妹. 你有兄弟姐妹吗? Bạn có anh chị em gì không? Câu 740. 没有. 我是独生子. 我是独生子. Không có. Tôi là con trai một. Tủ sinh nữ là con gái một trong nhà, còn tủ sinh tử là con trai một. Con một nói chung chung mình có cái từ là tủ sinh tử nữ. Câu 741. 你家的花园真漂亮啊. 你家的花园真漂亮啊. Hoa viên là hoa viên, tức là cái vườn hoa. Vườn hoa của nhà bạn thật là đẹp đấy. Trên cái gì đó à, trên漂亮à, thật là đẹp. Người kia trả lời câu 742. 是啊, 这些花都是我爷爷种的. 是啊, 这些花都是我爷爷种的. Đúng vậy, những hoa này, 这些花都是我爷爷种的, đều là ông nội của tôi trồng đấy. 种là trồng. Câu 743. 他们两个人相识多久了? 他们两个人相识多久了? Xiang sử là quen biết nhau. Hai người họ hoặc là hai người đó. Xiang sử tối chiều là tức là quen biết nhau bao lâu rồi. Câu 744. Tha mình xiang sử dù sử nén là. Tha mình xiang sử dù sử nén là. Họ quen biết nhau khoảng 10 năm rồi. Từ dù ở đây có nghĩa là khoảng. Dù sử nén là khoảng 10 năm rồi. Câu 745. 最近李老师身体怎么样? 最近李老师身体怎么样? Gần đây thầy Lý, sức khỏe của thầy Lý thế nào? Lý lão sư là thầy Lý. Câu 746. 听说他身体不好. 听说他身体不好. 住院两个星期了. 听说他身体不好. Nghe nói sức khỏe ông ấy không tốt, có nghĩa là ông không khỏe. Chú Yên liền có xin xí là nhập viện 2 tuần rồi. Câu 747. Nì bú sư số chín thiên yêu chô hổ chơ xu hớ nê ma? Nì bú sư số chín thiên yêu chô hổ chơ xu hớ nê ma? Không phải bạn đã nói nì bú sư số chín thiên là hôm nay, yêu chô hổ chơ là phải ngồi xe lửa, xu hớ nê là đi Hà Nội. Không phải. Anh đã nói là hôm nay ngồi xe lửa đi Hà Nội à? Câu 748. 今天早上我孩子突然发高烧，所以不去了。今天早上我孩子突然发高烧，所以不去了。
Sáng sớm hôm nay, 我孩子 突然发高烧, 突然 là bỗng nhiên, 发高烧 là bị sốt cao, 所以不去了, cho nên là không đi nữa. Câu 749. Lu sang phát sinh tủ chớ, 把我们的计划全打乱了。路上发生堵车，把我们的计划全打乱了。Trên đường bị kẹt xe, chữ bà đây là giống như từ sự, tức là khiến cho. 把我们的计划, tức là sự của mình的计划, khiến cho kế hoạch của chúng tôi chuyển tả loạn là tất cả bị đảo lộn hết, hoặc là bị đảo lộn lên hết, chuyển là toàn bộ. 路上发生堵车，把我们的计划全打乱了。Câu 750. Nǐ men zěnme bù zǎo diǎn chū fā yǎ? Nǐ men zěnme bù zǎo diǎn chū fā? Zěnme đây là bằng với wěi shěnme. Tại sao các bạn bù zǎo diǎn là không sớm một chút? Chū fā là xuất phát hoặc là lên đường. Thì dịch là sao các bạn không xuất phát sớm một chút, hoặc là không bắt đầu đi sớm một chút? Và đến đây thì mình xin kết thúc phần 9 trên 20 của chương trình 2000 câu khẩu ngữ Hoa Việt thông dụng. Xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Mọi người đừng quên đăng ký, like và share để ủng hộ người làm chương trình nhé. Xin chào và chúc mọi người học thật vui.